À, Vâng, anh chào mừng đến với bài học là sơ lược về sơ đồ khối của laptop. À, sau bài học này các bạn có thể hiểu được về sơ đồ khối của các dòng laptop từ dòng cơ bản đến dòng cao nhất hiện tại và hiểu được cái sự liên kết giữa CPU, chip bus, chip NAND, VGA với những cái linh kiện xung quanh và nhìn vào cái sơ đồ mạch các bạn có thể hiểu được và có thể là nhận dạng được là cái sơ đồ khối này nó thuộc cái dòng nào và cách xử lý những cái ban bệnh nó như thế nào cho hiệu quả nhất. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chi tiết. Chúng ta bắt đầu từ cái dòng sơ đồ Core 2 nha các bạn. Trước tiên chúng ta nhìn sơ về cái một cái main đời Core 2. Dòng Core 2 nó bao gồm là đây là một cái mainboard của một cái dòng Acer 4736. Thì cái tầng cao nhất của nó là CPU. Nó sẽ giao tiếp với chip bus và chip VGA và chip NAND. Thì bắt đầu từ cái dòng Core 2 thì tại sao là các anh hỏi là bây giờ đã đi tới dòng Gen 10, Gen 11 rồi mà chúng ta bắt đầu vẫn phải phân tích cái dòng Core 2. Mình sẽ phân tích cơ bản nhất để giúp các bạn hiểu từ cái nguồn gốc của nó và sau đến bạn đi đến cái phần sau nó dễ hơn nhiều. Tại vì nếu mà không đi tới phần cơ bản này thì các bạn sẽ bị rối khi gặp những dòng mới và ví dụ như đến dòng Gen 10, Gen 11 thì các bạn không thấy nghe nói chip bus mà không thấy chip bus nữa thì bạn không biết ở đâu hết. Ví dụ như một cái main này thì bây giờ chỉ cần thấy là chip Vega và CPU thì bạn không thấy chip bus và chip NAND đâu nữa thì bạn không hiểu nó từ đâu mà ra và không hiểu cái cách hoạt động của nó như thế nào, nguyên lý của nó như thế nào và cái cấu tạo nó như thế nào. Nên là cái phần này cũng đi cũng là khá là nhanh. Nhưng chúng ta sẽ khái quát hết tất cả để giúp cho các bạn là có một cái nhìn tổng thể về laptop và có cách phân tích laptop từ cái dòng thấp đến cái dòng cao hiện tại bây giờ là một cách là nó hiệu quả. Nhìn sơ một sơ đồ Core 2 thì các bạn thấy là gồm có CPU này, chip bus, Vega và chip NAND. Thì nó tiến lên một cái dòng là Core i thế hệ 1 thì bắt đầu là dòng đây ví dụ như là một cái main Acer 4745. Thì bây giờ lúc này nó sẽ có là lúc này chip bus nó được tích hợp trong CPU. Đây là một socket của CPU, chúng ta có thể gắn CPU i3, i5 hoặc i7 vào đây. Thì đây là CPU và chip Vega và chip NAND. Lúc này chip bus được tích hợp trong CPU. Đây là dòng Core i thế hệ 1. Sau đó cái dòng Core i Gen 1, Gen 2, Gen 3 nó tương tự như nhau. Sau đó nó sẽ phát triển lên cái dòng Core i Gen 4. Đây là một cái main Dell 6440. Bắt đầu thì sầm Core i Gen 4 thì CPU vẫn là chip NAND và chip Vega, chip bus vẫn được tích hợp trong chip bus được tích hợp trong CPU. Thì nó cũng không khác gì nhiều, nhưng mà bắt đầu từ dòng CPU Gen 4 thì hầu như là bắt đầu nữa từ Gen 5 trở lên sẽ sử dụng chip dán là dòng U đó các bạn. Thì đối với dòng Gen 1 đến Gen 4 sử dụng chip M. M là có nghĩa là CPU này cái công suất nó khá là lớn hơn, công suất nó lớn hơn, nó tiêu tốn điện năng nhiều hơn và công suất nó mạnh hơn và có thể tháo lắp được. Đâu đó thì nó vẫn có một số dòng từ Gen 1 đến Gen 3, Gen 4 nhưng mà nó vẫn dùng CPU chip U nha các bạn. Thì đó một số dòng sách tay á, laptop sách tay á, ví dụ như là 6230, 6330 hoặc là 6430U thì nó vẫn dùng trong CPU chip dán. Đó. CPU chip dán là dòng CPU như thế này nha các bạn. Mình nói nôm na anh em kỹ thuật hay gọi như vậy. CPU đây CPU dán này. Nghĩa là CPU nó được hàn trực tiếp trên mainboard mà không có tháo lắp ra được. Đấy. Sau khi mà bắt đầu là Gen 4 xong thì nó sẽ tiến hành lên nó phát triển lên Gen 5 để trở lên. Và bắt đầu từ Gen 5 trở về sau thì nó sử dụng CPU dán như thế này. Và lúc này chip NAND nó được tích hợp trong CPU luôn. Chip NAND được tích hợp trong CPU. Và chỉ còn lại CPU và Vega rồi. Đến dòng Gen 10, Gen 11 bây giờ nó vẫn dùng theo cách này. Thì đây là cái sự hình thành và phát triển của từng cái dòng mainboard từ dòng Core 2 đến dòng Core i Gen 10 và Gen 11 hiện tại.
giúp cho các bạn khái quát có một cái nhìn tổng thể về các dòng mainboard của laptop để mà nhìn nhận, để hiểu và có một cái nhìn tổng quát giúp các bạn đi vào cái việc là nhận dạng và sửa chữa nó đơn giản hơn. Rồi chúng ta đi sơ vào cái dòng Core 2, chúng ta tìm có sơ đồ của một cái dòng Core 2 nhé. Thì chúng ta đang phân tích một cái dòng tổng quát về cái sơ đồ của một cái dòng Core 2. Thì ở đây chúng ta thấy là CPU, chip bus, chip RAM. Và chúng ta nhớ nhìn sơ. Đối với dòng này thì chip bus nó quản lý USB, USB quản lý camera, webcam, SATA HDD là ổ ổ cứng, SATA OD là ổ đĩa, ổ DVD các bạn, và quản lý IC âm thanh. IC âm thanh thì nó gồm có một IC công suất, nó sẽ khuếch đại tín hiệu âm thanh và nó khuếch đại lên rất lớn và nó đưa lên loa. Vì IC âm thanh thì nó quản lý là mic và headphone. Chip RAM nó còn giao tiếp với I/O, một con IC 128 chân KB926 làm con I/O. Bên trái thì nó sẽ giao tiếp với một cái khe mở rộng, một khe giống như khe gắn thẻ nhớ đó, khe PCI này, khe gắn thẻ nhớ. Rồi là một con IC LAN, IC LAN cổng RJ45 là cái cổng mạng đó các bạn, cổng nối mạng. Cổng mạng mạng dây đó. Và một cái khe vậy này, cái USB port là một cái cổng USB. Một cổng USB. Đấy, thì chip RAM hầu như nó quản lý hầu như tất cả các thiết bị ngoại vi. Và đến những dòng sau này, vì dòng Gen 6, Gen 7, Gen 8, Gen 10 bây giờ thì chip RAM nó vẫn quản lý các thiết bị ngoại vi như vậy. Trên đó nó sẽ giao tiếp với chip bus. Chip bus thì nó giao tiếp với, nó quản lý cái về khe RAM. Ở đây nó có hai khe RAM, DRAM 2. DRAM 2 thì nó có những cái tốc độ bus như là 533, 6, 67 và 800. Thì những dòng trước chúng ta nói sơ được anh nắm thôi. Rồi chip bus còn quản lý được cái cổng CRT là cổng xuất ngoài của máy tính, của laptop. LCD là cái bộ cáp lên màn hình của laptop. Và có một cổng HDMI là cổng xuất xuất ngoài hình ảnh theo cái chuẩn HDMI. Chuẩn HDMI này nó mang cái tín hiệu hình ảnh, màu sắc nó cực kỳ đẹp và nó có kèm âm thanh. Tiếp theo nữa chúng ta lên đến cái tầng cao nhất của nó là CPU. Cái tốc độ bus truyền tải, tốc độ bus là tốc độ giao tiếp dữ liệu giữa chip bus và CPU. Ở đây nó có thể là bus 667, bus 800 hoặc là bus 1066 MHz. Rồi thì CPU nó sẽ giao tiếp với chip bus. Ngoài ra thì các anh thấy là ở CPU thì nó còn gần đó nó sẽ có bộ phận nhận dạng nhiệt độ CPU để nó sẽ biết được nhiệt độ CPU là bao nhiêu độ C và nó có thể là cho quạt quay hay không, quay bình thường hay là quay nhanh hay là không quay nếu mà không cần làm mát. Một cái IC xung nhịp. IC xung nhịp này nó tạo ra cái xung nhịp để nó đưa về các khối, giúp cái việc trao đổi dữ liệu giữa các khối diễn ra. Và có một cái quạt điều khiển ở đây là quạt làm mát. Khi mà IC nhận dạng nhiệt độ này, nó nhận dạng nhiệt độ thấy là máy nóng thì quạt là IC nó sẽ điều khiển cho quạt này quay và làm mát máy thông qua một cái hệ thống tản nhiệt gồm có là fan và cái ống tản nhiệt bằng đồng. Thì cái đây là một cái dòng sơ đồ khấu của nó, dòng Core 2. Thì dòng Core 2 đối với máy này thì nó có một cái loại là có Vega rời và không có Vega rời. Đây là một cái main có Vega rời, nghĩa là nó có Vega rời và lúc này Vega rời đảm nhiệm cái việc xử lý hình ảnh và xuất ra màn hình bên ngoài. Thì một số cái main mà như thế này người gọi là main Vega rời. Một số anh lầm là trong laptop là Vega rời có thể là gắn tháo, các anh cứ nghĩ nó như PC nhưng đó chỉ dùng cho những dòng máy cạm thôi, ví dụ như máy workstation, Dell workstation thì những cái dòng đó thì mới gắn tháo cạc rời được giống như PC, nhưng mà đối với laptop thì cạc rời được gắn bo gắn thế này, gắn trực tiếp trên mainboard chứ không có được gắn qua một cái khe, các anh phân biệt. Và một cái main như thế này mà nó có vị trí gắn VGA nhưng người ta không dùng, thì chúng ta gọi main này là gọi main VGA share, share là chia sẻ đó các anh.
Thì lúc này thì cái VGR này được nó không dùng và nó sử dụng cái khối xử lý hình ảnh đó, nó được trong chip bus nó xử lý. Lúc này chip bus nó sẽ đảm nhiệm việc xử lý hình ảnh và nó đưa ra màn hình bên ngoài. Đây, có những sơ đồ này. Thì khi mà không có VGR thì chip bus nó sẽ xử lý hình ảnh này, đưa ra CRT, LCD, HDMI. À. À, thì đó là main VGR, main VGC. Đây là cái dòng core 2. Sau khi cái dòng core 2 thì bắt đầu nó sẽ phát triển lên cái dòng core i-Gen 1. Thì đây thì chúng ta có một main Dell 5010. À, dòng core i-Gen 1. Thì anh thấy là lúc này chip bus nó được nằm ở trong CPU rồi, tích hợp trong CPU. Chip bus được tích hợp trong CPU. Và CPU này là một CPU rời có thể tháo lắp được, ví dụ như là CPU i5 CPU laptop i5 này. i5. Đây. À, bắt đầu nó sẽ dùng cái dòng CPU như thế này. Đây CPU ví dụ i5 520 như thế này đây. À, thì lúc này chip bus nó được tích hợp trong con CPU này luôn. CPU này là gọi là CPU shortcut, có nghĩa là nó tháo lắp được, tháo lắp được này. Tháo ra ngoài, ví dụ như nó đang chạy CPU i5, chúng ta có thể nâng lên i7 và chúng ta có thể hạ xuống i3. À, thì lúc này thì chip bus nó được tích hợp trong CPU và chip nam vẫn quản lý tất cả các thiết bị ngoại vi như vậy, không có gì thay đổi. Và đối với dòng này thì có thể chuyển VGA được, có thể là nó có VGA, nếu chúng ta bỏ VGA thì chip nam nó sẽ đảm nhiệm cái việc là chuyển tiếp hình ảnh và đưa ra ngoài. Thì cái này chúng phần nâng cao ở trong cái phòng học chuyển VGA. Thì các anh thấy lúc này là chip nào nó vẫn quản lý hầu các thiết bị ngoại vi như là cổng mở rộng này, cổng LAN này, USB này, cổng cọc mở rộng này, USB này, này cũng cọc mở rộng, khá nhiều cọc mở rộng, rồi ổ cứng này, ổ DVD, IO, ROM, đồng bài OS, xem thanh, webcam, Bluetooth, cổng CRT. Thì chip nam nó vẫn làm những việc như vậy. Lúc này chip bus được tích hợp trong CPU và chip bus vẫn giao tiếp với RAM như bình thường. Và ngoài ra thì đấu dòng này nó có VGA, thì khi mà nó dùng VGA thì VGA nó có đảm nhiệm cái việc là xử lý hình ảnh như là HDMI này, LCD, CRT, nó có những cái đường gạch xuống này. Thì nó đối với dòng này có thể dùng VGA để xuất hình ảnh hoặc là dùng VGA nếu nó không có VGA để xuất hình ảnh. Thì main này gọi là main rời, nhưng mà chúng ta bỏ con VGA này đi thì gọi là main xe. Đây là dòng Core i Gen 1. Thì những dòng Core i Gen 1 như thế này đặt anh. Đây là chip CPU, là CPU shortcut, có thể là gắn CPU này i3, i5, i7 chúng ta thay thế vào đây được. Chip Vega và chip nam. Lúc này chip bếp được tích hợp trong CPU. Đó là dòng Gen 1. Sau đó cái dòng Intel nó bắt đầu để tiếp tục phát triển lên một cái dòng Gen 4, CPU Gen 4. Thì lúc này tương tự như vậy, nhưng mà chip nam nó được thiết kế với cái kích thước nhỏ hơn so với cái dòng Gen 1. Tương tự như vậy thì nó vẫn có Vega và chip nam và CPU, thì lúc này chip bus vẫn được tích hợp trong CPU. Nhưng mà dòng Gen 4 thì anh thấy là trong cái CPU này nó cái khoảng trống trong CPU này nó lớn hơn, nó giúp ta nhận dạng dễ dàng hơn. Đây là dòng Gen 1, Gen 2, Gen 3 thì nó như thế này. Gen bắt đầu Gen 4 thì anh thấy là cái bụng của nó có hình chữ nhật như thế này, rất là rõ ra. Thì cấu trúc của nó không có gì thay đổi. À, bắt đầu nó dòng lên dòng Gen 5, Gen 6 trở lên bắt đầu nó mới thay đổi nha các bạn. Đây chúng ta xem một cái hình dạng của một cái main rau Gen 5, Gen 6 trở lên và Gen 10 bây giờ nó cũng vẫn dùng cấu trúc như thế này. Thì lúc này đối với dòng Gen 6 trở lên thì bắt đầu là chúng ta chỉ còn thấy là CPU và chip Vega. VGA thì công dụng của nó là nó xuất hình ảnh ra và nó hỗ trợ làm đồ họa, thiết kế hình ảnh một cách tốt nhất, lúc cho hình ảnh nó sắc nét như các bạn hay gọi là cạc rời. Thì bên trái này nó có hai con ROM màu đen này, thì nhiệm vụ con ROM này nó quyết định là cái VGA này 2G hay 4G hay 6G hay 8G.
Rome. Rome này là Rome của Vega rồi. Lúc này chip nam được tích hợp trong CPU luôn các bạn. Chip nam tích hợp CPU. Thì đây là hình dạng của dòng Gen 6 cho lên đến Gen 10 bây giờ nó vẫn dùng cấu trúc này, nhưng con chip cái đầu chip của nó sẽ đẹp hơn, CPU nó sẽ đẹp hơn. Và nếu mà một cái main mà anh chỉ thấy con CPU không thì cái main này gọi là main xe, và nó không dùng VGA rời thì nó bỏ VGA rời đi, bỏ VGA rời thì nó dùng gọi là main xe, và lúc này là CPU này có nhiệm vụ là xử lý hình ảnh luôn. Thì lúc đó nó sẽ xử lý hình ảnh bằng cách nào? Chúng ta đi về cái sơ đồ mạch của nó sẽ dễ hơn. Đấy, bắt đầu giống dòng sau này thì bắt đầu là con thấy là nó được tích hợp trong mainboard cái chip bắc chip nam và CPU được tích hợp trong một con, ngoài đây chỉ còn một VGA thôi. Thì tương tự như vậy thì cái khối chip nam nó vẫn quản lý tất cả các thiết bị ngoài vi, các bạn thấy không? Webcam này, eSIM thanh này, USB, USB 2.0 và USB 3.0. Rồi là card mở rộng, ổ DVD, ổ cứng. Hai con ROM BIOS. IO là IC quản lý nguồn, nó có 128 chân. Ngoài đây là một số cổng LAN này, cổng LAN, một card gắn Wi-Fi. Một số card mở rộng nữa. Đấy, đơn giản như vậy. Và bắt đầu chip V, chip bắt thì nó bắt đầu giao tiếp với là những chip bắc, nó sẽ giao tiếp nó được tích hợp trong CPU luôn, và nó có thể nó quản lý RAM ở đây, DRAM bao L đây, hai thanh RAM. Và trong này trong trong lúc này thì trong này nó có một cái khối là chuyển tiếp hình ảnh ở từ ở đây đưa ra nữa nữa ở trong CPU này nó có một khối chuyển tiếp hình ảnh và nó đưa ra bên ngoài. Nếu không dùng Vega rời thì nó lấy cái tín hiệu hình ảnh này nó đưa ra Vega, HDMI và màn hình. Nhưng cái đặc biệt có những dòng sau này ấy, thì không phải, nó tuy nó có VGA rời nhưng không phải lúc nào cũng dùng VGA rời nha các bạn. Cái này để ý nè, tuy nó có VGA rời nhưng đối với những trường hợp chúng ta đánh văn bản hay là đọc báo hay xem phim nhẹ nhàng mà nó không dùng đồ họa lớn thì nó vẫn xử lý cái khối chuyển tiếp hình ảnh trong này, nó đưa ra bên ngoài. Bao giờ chúng ta lên render video hay là thiết kế hình ảnh video thì bắt đầu là nó mới lấy cái tín hiệu hình ảnh từ CPU này, nó từ GPU này là VGA rời, nó đưa xuống đây và bắt đầu đưa ra. Đó là sự khác biệt của dòng game mới nhất bây giờ nha các bạn. Các bạn hình dung và nắm như vậy. Thì đây là cái cấu trúc của cái dòng CPU Gen 6 trở lên. Cách thiết kế của nó và dựa vào sơ đồ mạch và hình dạng, các bạn nắm rõ về cái trình tự phát triển của nó từ cái dòng thấp đến dòng cao nhất bây giờ. Thì trước khi kết thúc bài học hôm nay thì chúng ta sẽ tóm tắt lại một số nội dung chính sau. Thứ nhất là cái dòng sơ đồ mạch của các bạn thấy là vì sơ đồ mạch CPU Core 2 thì bây giờ nó có riêng biệt là gồm có là CPU, chip bắc, chip nam và Vega. Nó gồm 4 con chip riêng biệt và mỗi con chip là làm một nhiệm vụ. Mỗi chip làm một nhiệm vụ. Thì dòng Core 2 thì nó cũng có hai loại, đấy dòng sau này cũng có hai loại, là một loại có Vega rời, một loại không có Vega rời. Loại có Vega rời của chúng ta gọi là main 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 rời, và loại không có Vega rời chúng ta gọi là main xe hoặc là main onboard xe này. Nghĩa là cái phần xử lý hình ảnh nó được tích hợp trong chip bắc thì chúng ta gọi là main xe hoặc là main onboard. Sau đó nó mày sẽ tiến hành, nó sẽ lên đi đến lên cái dòng Core i Gen 1, dòng Dell 5010 chẳng hạn, thì ở đây nó có là chip bắc lúc này được tích hợp trong CPU. Vẫn còn chip 5 nằm ngoài rồi và Vega. Ví dụ như một cái main đã có y đây thì chip bắc được tích hợp trong CPU, đây CPU shortcut thao lắp được Vega rời và chip 5. Sau đó nó sẽ phát triển lên cái dòng CPU Gen 4, đây mình đeo 6410. Nó vẫn tương tự chip bắc được tích hợp trong CPU. Nhưng mà ngoài đã có Vega rời và có chip 5. Nhưng bắt đầu từ dòng Gen 4 cho lên thì hầu như các dòng bắt đầu sử dụng chip dán, đó là chip U. Chip U. Thì như mình đã nói, một số dòng Vega sách tay về thì CPU nó dùng dòng CPU dán, như dòng Gen 1, Gen 2. Gen 1 thì có ví dụ như X2 lấy 1 nè, này bắt đầu dùng CPU dán rồi, dòng Gen 1. Gen 2 thì có 64 6220, 6320 rồi 6430U.
thì nó dùng bắt đầu là dùng gen 2 gen 3 đó, nó dùng sebo dán rồi. Bắt đầu từ dòng gen 5 trở lên thì hầu như là mình thấy cái dòng Intel nó dùng ra cái sebo dán, đó là dòng U. Sebo dán này thì kích thước nó nhỏ gọn hơn và nó vẫn được tích hợp là chip Bắc, chip Nam và sebo trong một con chip, với công suất của nó cao nhưng mà tiêu tốn ít năng lượng điện hơn và tiết kiệm diện tích hơn. Đó là cái thế mạnh. Càng ngày thì nó ra xong CPU nó dùng cái điện áp càng thấp mà công suất nó tăng và nó tiết cái diện tích nó càng nhà càng nhỏ lại. Và VGA rất là đơn giản, rất là gọn. Thì đến dòng Gen 10 và Gen 11 các bạn cũng thấy là nó sử dụng những cái cấu trúc như vậy, và những cái khối nguồn này nó được tiết giảm và nó có thể tích hợp luôn trong trong một khối nguồn hoặc vài ba khối nguồn. Như ví dụ như main Acer Z402 thì nó còn tích hợp là có khối nguồn CPU, nguồn RAM, nguồn 3 năm. Nên là càng ngày thì nó sẽ là thay đổi càng nhiều và cái diện tích nó sẽ thay đổi lại. Ví dụ như một số dòng sau thì con thấy CPU nó rất là đẹp này, nó làm cái tản nhiệt rất là đẹp CPU này. Cho mình Acer Nitro 5, main này chạy mà đây là main AMD. AMD thì song song với cái dòng Core i thì bây giờ là AMD nó cũng phát triển lên nữa. Cái dòng AMD thì nó có là CPU dùng dòng Asus, bây giờ nó có ra là dòng Ryzen đó các bạn, Asus dòng Ryzen. Thì dòng AMD thì hồi trước nó ra cùng trước dòng Core i và sau dòng Core 2, nhưng mà cái dòng nó cực kỳ bị lỗi lỗi Vega rất là nhiều nên là người ta bỏ đi. Sau đó bây giờ nó mới cải tiến và nó phát triển lại thành cái dòng Ryzen bây giờ. CPU Ryzen nó cũng khá là cao, nhưng mà cái lợi thế của cái dòng CPU AMD thì nó công suất khá cao, và nó hỗ trợ đồ họa tốt hơn CPU Intel, nhưng nó rất là nóng và rất là dễ bị lỗi. Vì cái tỷ lệ lỗi thì nó cao hơn so với CPU Intel. Nhưng mà cái đồ họa nó nét hơn CPU Intel, hình ảnh nó chuẩn hơn, nét hơn. Thì các bạn có thể lựa chọn cái dòng máy nó phù hợp để mà sử dụng nhé. Thì cái đây là cái tóm tắt về cái sơ đồ khối, hình dạng trên sơ đồ mạch, hình dạng trên mainboard, giúp các bạn học viên mới vào nghề có một cái nhìn tổng quát về các dòng laptop và cái thứ tự phát triển của các dòng laptop, để các bạn là có một cái nhìn khái quát để các bạn hình dung và có thể là biết mình phải đi theo cái trình tự như thế nào, và giúp các bạn là học và tiến đến sửa chữa và ra nghề một cách nhanh nhất. Thì đến đây trong shop top đã chia sẻ xong cho các bạn cả hiểu được là về cái sơ đồ khối trên mainboard, sơ đồ khối trên sơ đồ mạch, hình dạng trên mainboard, giúp các bạn nắm vững cái phần là sơ đồ khối và tiến trình phát triển của các dòng laptop. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video nào. Xin cảm ơn.